Ca sĩ Nam Cường có 3 bằng đại học ở tuổi 39, hé lộ lý do vắng bóng 5 năm. Là nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực và là bố của hai con, ca sĩ Nam Cường có lịch trình bận rộn, song anh vẫn dành nhiều thời gian cho việc học và đút túi 3 tấm bằng đại học ở tuổi U40. Nam Cường được đánh giá là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ của showbiz Việt với 20 năm hoạt động nghệ thuật. Không chỉ ca hát, đóng phim, làm MC, anh còn dành nhiều tâm huyết cho công việc giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau. Gần đây, nam ca sĩ gây bất ngờ khi tiết lộ đã có 3 tấm bằng đại học. Nam Cường cho biết năm 35 tuổi, anh trở lại giảng đường, quyết tâm lấy tấm bằng đại học đạo diễn điện ảnh truyền hình để nâng cao chuyên môn. Bên cạnh đó, anh còn theo học ngành quản lý văn hóa và ngành ngôn ngữ Anh. Khi có trong tay 3 tấm bằng đại học, nam ca sĩ vẫn tiếp tục học lên cao học ngành điện ảnh, truyền hình của trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội. Hiện tại ở tuổi 39, nam ca sĩ vẫn miệt mài học tập, nâng cao kiến thức, đồng thời trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ để phục vụ cho công việc giảng dạy. Khi được hỏi về việc phân bổ thời gian cho nghệ thuật với việc học tập, giảng dạy và gia đình, Nam Cường cho biết, nhiều người ngạc nhiên vì không hiểu tôi sẽ sắp xếp thế nào để học nhiều như thế. Tôi nghĩ, khi yêu thích và đủ đam mê, chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Nam ca sĩ cũng thừa nhận, với khối lượng công việc lớn, anh có ít thời gian bên cạnh các con của mình hơn. Dù vậy, anh luôn cố gắng dành những khoảng thời gian ngắn trong ngày, lúc các con không có lịch học, để tâm sự, chia sẻ với các con. Giọng ca bay giữa Ngân Hà cho biết, vì có kinh nghiệm đào tạo nên anh cũng dễ dàng trong việc giao tiếp, trao đổi với con cái. Anh tiết lộ bản thân đã tìm hiểu và định hướng các con theo đuổi đam mê, sở thích từ rất sớm. Bé nhỏ thì thích nhảy, bé lớn thì nhạy về âm nhạc và thể thao. Vậy nên tôi đang đồng hành cùng các con, giúp các con khám phá thế mạnh của bản thân trong lĩnh vực các con thích. Tôi không ép con làm theo ý bố mẹ, chỉ định hướng để các con có thể hiểu bản thân hơn và có thể chọn con đường đúng đắn, anh chia sẻ. Ở tuổi U40, ca sĩ Nam Cường vẫn tràn đầy nhiệt huyết với nhiều ước mơ, hoài bão. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì trẻ hơn tuổi, thậm chí còn phong độ như xưa. Tuy nhiên, hơn 5 năm qua, Nam Cường lại khá im ắng trên đường đua âm nhạc. Về điều này, ca sĩ khẳng định không phải bản thân lười, mà vì anh chưa thật sự có xúc cảm để cho ra mắt bài hát mới, nên mới có sự gián đoạn lâu như thế. Gần đây, tôi gặp một nữ khán giả khoảng 25 đến 27 tuổi. Bạn ấy đến, mắt rưng rưng, nắm tay tôi và nói rằng 5 năm qua, bạn đã chở bài hát mới của tôi. Tuy câu nói ngắn ngủi, nhưng đã chạm đến tôi, khiến tôi như đóng băng mất 3 giây. Về nhà, tôi trằn trọc suy nghĩ. Trong đêm đó, tôi đã quyết định trở lại với âm nhạc để đáp lại tình cảm của khán giả và những người đã yêu thương mình. Và ca khúc Tình cũ được ra đời, Nam Cường bộc bạch. Nam ca sĩ tiết lộ, đây là ca khúc viết về mối tình đầu, tưởng rằng đã khép lại trong quá khứ nhưng bất chợt một ngày cảm xúc ùa về khi gặp lại người yêu cũ. Dịp trở lại, Nam Cường cũng thực hiện bộ ảnh với những khoảnh khắc đáng yêu cùng những học viên lớp thanh nhạc. Nam Cường, sinh năm 1985, tên đầy đủ là Nguyễn Nam Cường, từng được biết đến là cựu thành viên nhóm nhạc Ioban. Năm 2003, anh giành huy chương vàng tiếng hát học sinh sinh viên Đà Nẵng. Ca sĩ được khán giả yêu thích với các bản hit Bay giữ Ngân Hà, Suy nghĩ trong anh. Năm 2016, nam ca sĩ kết hôn cùng vợ kém 8 tuổi Võ Phương Thảo sau 2 năm hẹn hò. Đến đầu năm 2017, cặp đôi đón con trai đầu lòng Rio. Năm 2019, anh và vợ tiếp tục đón bé thứ hai.